căn lâu là có điểm rồi. Ôi may nó về 11 kìa. Ôi nó về 11 kìa. Thôi thôi thôi, lại ý trời cho cái trượng lên 13 rồi. Ý trời cho cái trượng lên 13 nha anh em ơi. Không sao hết, tất cả là cái tiền đề nha anh em ơi, tất cả là tiền đề, tất cả là tiền đề. Trượng này sẽ là 13. Trượng này sẽ là 13. Trượng này 13, trượng này 13. Chắc chắn là một điều như vậy rồi. Trượng này sẽ là 13. Đây, 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 đây. Cuộc đời nở hoa, cuộc sống bế tắc này. Ba lần này. Ôi nó ném kìa. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video với con game MOBA Season 2 SS2.vn nha anh em ơi. Thì hôm nay mình bắt đầu là hành trình là đập đồ 13 nha anh em ơi. Mấy hôm trước thì đập mới già, đập lên 11 nó cũng khoai. Và mình nghĩ là mấy hôm nay đập lên 13 là sẽ có tỷ lệ rồi. Cho nên hôm nay mình sẽ đập cái trượng và cái khin thập tự này lên cộng 13 nha. Thì mấy hôm nay nhân phẩm mình khá tốt. Mở bot thì toàn ra đồ ngon mà đúc được bot nhiều nữa. Thì mình hy vọng là xoay đồ cộng 13 thì nó cũng vậy. Thì đây mình đang có hơn 4 mét quy coi. Thì để mình mua bùa. Bùa bên này là nó cực mắc anh em ơi. Bên này nó chỉ 190k thôi. Hy vọng là sẽ lên được click hai cái là lên. Đừng có lên rồi xịt nha, đừng có lên 12 rồi xịt nha. Thì mình sẽ đập 3 món luôn. Có nghĩa là mình sẽ đập cả cái quần của quần Chí Tôn nữa. Đây, Gcoin thì mình đang Gcoin mình đang nhiều lắm. Nhà không có gì ngoài Gcoin anh em ơi. Đây là mấy món đồ VIP đây mình chưa có bán nha. Đó. Cho nên là chứ đập tẹt ga đi, không có gì phải nghĩ nhá. Mua hai cái trước nha. Thì mấy hôm nay mình chưa có đập lên 13 một lần nào hết á. Hôm nay là khởi đầu. Hy vọng may mắn. Em mỉm cười. Đây. Bây giờ mới vào thì mình sẽ chơi thường mới vào là hay được ưu đãi lắm. Mình chơi cái trượng luôn. Rồi, cái này mình phải canh đúng bài bản nha anh em ơi. Canh đúng 4 lần, 1. Đúng 4 lần. Đứng ở góc này hơi khó này, mở cửa hàng nhiều quá. 1 nè, 2 nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Lên! Ngay chóc. Ôi thôi 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 thôi. Tập mà cỡ này nữa thì thôi rồi. 4 lần. Vãi đái. Rồi. Cái thứ hai lên 13 đi game TV. Ngọt nước chưa? Anh em thấy cái gì chưa? Mình đập là mình đập cỡ đó đó. Tầm cỡ chứ không có tầm bậy được anh em ơi. Bây giờ để coi nào. Bây giờ là mình sẽ đập cái quần. Đấy. Đập cái quần. Xong rồi đập cái khin. Cứ tình hình là 4 lần thôi. Có dài dòng. Bắt đầu tin là ngay chóc như vậy rồi thì ai mà đỡ cho nói. Như là phải đi lấy một viên chao. Sẵn sàng ra đi. Đi chao là phải đi giải nén. Không chao. Muốn lên 13 là anh em phải đập. Anh em mà không đập thì không bao giờ lên. Đấy, có một cái lý thuyết là nó chính xác là như vậy.
Rồi. Tiếp nha. Tiếp nha cái quần nha anh em ơi. Đây. Mình sẽ cho cái quần này lên luôn. Anh cho nó vuông. Bốn lần cứ bốn lần đúng bài bản mà tập đúng như 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 là học lý thuyết này. Một này, một này, hai này, ba này, lên ấy. Cái gì vậy, lâu lâu mới có cơ hội mà sao lại nhấn hụt? Hụt là có điểm rồi. Một này, hai này, ba này, hai này, ba này. Đập là đập cỡ đó, không đập thì thôi, đập là đập cỡ đó đó anh em ơi. Rồi phải mua thêm mùa rồi. Tiếp cái khiên thôi. Cái đập ghê chưa, đập ghê chưa, quên cái khiên mà. Tiếp tục bài vở, một hai ba không sao không sao không sao không sao. Bước đệm, 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 bước đệm. Bước đệm cho 13 đây, cứ đâu nữa, 13 đây chứ đâu nữa. Đây, bây giờ mình sẽ đập cái quần. Đấy, bây giờ sẽ đập cái quần nha anh em ơi. Đập cái quần này xong đó mình mới đập 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 cái đập cái quần xong mình mới đập cái trượng. Đấy, đập cái quần xong mới đập cái trượng. Nó giống như cái quần là cái tiền đề vậy đó. Quần là cái tiền đề. Không sao hết. Bốn lần, bốn lần, bốn lần, bốn lần, bốn lần. Một, một này, hai này, ba này. Ba không đập. Một này, một này, một. Ơi kia, ui có điểm hả? Một, mình phải canh đúng bài nha mày, không không hấp tấp được. Hai, ôi tôi ném cái gì vậy? Canh thật lâu, phải đập thật côn chứ không đập thật ngu được. Một này, hai này, ba này. Ôi vẫn ba lần. Một, 13 cho nên nó hơi toát mồ hôi nha mày. 13 là đồ mát pin rồi. Bên này đồ là đồ mát là 13 nha. Một, một hai này, một ui, một hai, đập kiểu khó chịu thật.
không ra không không quăng bốn lần kiểu khó chịu thật. Một cái gì vậy? Ném sao ném, cứ bốn lần là mới mới tán thôi. Chờ là hạnh phúc mà, cơ hội chỉ đến với một lần thôi. Một nè, một không đập. Ba này căn hơi lâu, với mùi thum thủm rồi. Với mùi thum thủm rồi. Kim kia đập xịt là tiền đề rồi mà. Ném hai lần không kìa, ức chế vãi đái luôn. Nó tao lấy bóp cái cho xong, bây giờ tao thì lại xịt. Một nè, hai nè, ba nè. Ôi vẫn chưa phải lần này. Căn lâu là có điểm rồi. Ôi may nó về 11 kìa. Ôi nó về 11 kìa. Thôi thôi thôi, lại ý trời cho cái trượng lên 13 rồi. Ý trời cho cái trượng lên 13 nha anh em ơi. Không sao hết, tất cả là cái tiền đề nha anh em ơi. Tất cả là tiền đề, tất cả là tiền đề. Trượng này sẽ là 13. Trượng này sẽ là 13. Trượng này 13, trượng này 13. Chắc chắn là một điều như vậy rồi. Trượng này sẽ là 13. Đây, 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 đây. Cuộc đời nở hoa, cuộc sống bế tắc này. Ba lần này. Ôi nó ném kìa. Phải bốn lần không à? Một này. Hai này. Một này. Bao nhiêu cái lên 12 không quan trọng. Quan trọng là được cái nào lên 13 hay không thôi. Một này, hai này, ba ô nó về cộng 5 luôn rồi. Đáng lẽ ra là phải đập cái này. Đáng lẽ ra là phải. Ôi lên được 21 12 rồi. Đáng lẽ ra là mình phải đập cái quần này để cho nó xịt đi thêm một lần nữa. Xong rồi mình mới đập cái trượng lên 13. Bây giờ đập cái này mà không lên được 12 nữa là mình đập các cái khác nó đều xịt anh em ơi. Tại bây giờ là nó lại lại bị yếu lên trờn mất rồi. Ôi tưởng hôm nay kẹo thơm bộc phát là ngọt nước rồi. Cái này nó mới tụt một à, đáng lẽ nó phải xịt thêm một cái nữa. Một này. Bốn lần. Bốn lần mới đập. Trên 12 được hai món rồi. Ai một. Toàn hết rồi.
Ơi em có làm cái gì đâu. Ý trời rồi anh em ơi. Lúc nãy là nó ra hai món, 12 là mình cười thầm trong bụng rồi. Bỏ này kèo thơm rồi, đập ngọt rồi, kiểu gì cũng lên được một món 13 rồi. Nghĩ thầm trong bụng là nó vậy đó. Người tính không bằng trời tính anh em ơi. Có nạn. Ý trời. Bây giờ không đập được nữa đâu. Bây giờ đập đảm bảo là sẽ xịt. Đảm bảo là sẽ xịt. Cho nên đấy, kiểu là ngày mai hay là tối gì đó mình sẽ đập lên 11. Rồi ngày mai mình sẽ đập lên 13 sau. Nếu mà mình không đấy, mình mà chơi chắc cú, giống như lúc nãy mình lên 12 hết rồi đó, là mình sẽ không đập nữa. Mình sẽ đập khi nào đập được cái khiên này lên 12, rồi ngày hôm sau mình mới đập lên 13. Thì cái tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Rồi mình làm video mình đập một lượt vậy đó, là nó dễ bị xịt. Mà thôi ý trời mà. Ôi lúc nãy tưởng lên được là ngon rồi, bây giờ không đập được nữa. Bây giờ mà đập là sẽ xịt lên xịt xuống, và sẽ đốt cái coin thôi. Mình vẫn chơi tiết kiệm anh em ơi. Mặc dù tiền nhiều mà, đây này trong dương đang cá đống này, mà vẫn phải tiết kiệm. Có được. Bây giờ đi giao bán hai món này. Đó. Tiền thế. Tôn. Hồi hộp vãi đái mà cuối cùng. Đáng lẽ nó xịt cái quần lần thứ hai á, mình mới bắt đầu mình đập cái trượng là đẹp. Lần sau phải tính kỹ hơn một chút xíu. Tính kiểu này không ổn. Ôi đập mà toát mồ hôi luôn anh em ơi. Bên này đồ 13 cực kỳ khoai nha anh em ơi. Thì bên này á, đồ nó cao nhất là chỉ là cộng 13 thôi. Cho nên khá là khoai. Thôi từ từ mình lại làm lại anh em ơi. Mình mà cún mua quá là mình sẽ bị tốn kém rất nhiều. Nên thôi mình chưa đập túc tắc vậy đó. Được cái là mình mở bốt nó cũng đã kéo lại rồi. Hôm nay mà lên được cái trượng 13 chắc là banh nóc á. Không phải mình không nổ. Ý là lên được cái trượng 13 á. Là cái nhân phẩm của mình nó lại lên cao thêm một tầng nữa thôi. Này. Này. Đó. Tất cả những cái đồ của mình là đều mình mở được. Đồ VIP của mình á. Là bán cái nón của con EF rồi đấy. Server 50 cũ là chưa bằng mình đâu. Đồ VIP, sở hữu của đồ VIP. Set đồ của mình thì đang cùi nha anh em ơi. Set này set cùi nha, mặc đẹp thôi nha. Thôi, video này chắc mình lại xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Anh em nào có thích mình xoay con sói tấn công không anh em ơi? Thích thì comment bên dưới nha. Thôi, bye bye.